Thưa quý vị, các thị trường chứng khoán châu Á khởi đầu tuần mới với sự thận trọng khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ở BOJ có thể tiến gần hơn đến việc dừng chính sách tiền tệ siêu nới lỏng, trong khi số liệu lạm phát của Mỹ được cho là sẽ tạo động lực cho thị trường với dự báo về khả năng hạ lãi suất chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,66% xuống 32.753,09 điểm vào đầu phiên. Tại Trung Quốc thì chỉ số Hang Seng giảm 0,73% xuống 16.669,82 điểm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,2% xuống 2.936,58 điểm. BOJ sẽ họp vào ngày 19 tháng 12 khi được cho là đang cân nhắc cách thức và thời điểm dừng áp dụng lãi suất âm. Không một nhà phân tích nào tham gia khảo sát của Reuters nhận định một động thái quyết định tại cuộc họp lần này sẽ xảy ra, nhưng các nhà hoạch định chính sách của BOG có thể chuẩn bị cho sự điều chỉnh. 17 trong số 28 nhà kinh tế dự báo BOG sẽ ra quyết định vào tháng 4 năm sau, trở thành một trong số ít các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong khi đó, thì đồng yên của Nhật Bản đã đạt mức tăng hàng tháng lớn nhất so với đồng đô la Mỹ trong năm nay. Phản ánh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ sẽ buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu sẽ hạ lãi suất. Đồng yên đã tăng 7% so với đồng đô la Mỹ kể từ giữa tháng 11 đến nay và đang giao dịch quanh mức 141,59 yên đổi 1 đô la Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng này, đồng nội tệ Nhật Bản đã tăng tới 4,4%. Đồng yên đã tăng sau khi Fed bất ngờ phát đi tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới tại cuộc họp kết thúc vào ngày 13 tháng 12 vừa qua. Trong khi đó, Thống đốc Belg cho rằng việc quản lý chính sách tiền tệ sẽ khó khăn hơn từ cuối năm nay và bước sang năm sau. Tuy nhiên, Belg được cho là sẽ vẫn giữ lãi suất ở mức âm 0,1% tại cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2023, dự kiến diễn ra vào tuần tới. Theo New York Times thì trích dẫn các báo cáo tài chính, các công ty bán bớt tài sản tại Nga đã mất tổng cộng 103 tỷ đô la Mỹ. Tờ báo cho biết thêm là các công ty này cũng đã nộp ít nhất 1,25 tỷ đô la Mỹ tiền thuế xuất cảnh cho nhà nước Nga. Theo đó tính đến tháng 3 năm 2022, nếu các công ty phương Tây muốn bán tài sản của họ ở Nga, việc bán hàng này phải được ủy ban chính phủ Nga phê duyệt, bảo đảm người mua địa phương sẽ mua được những tài sản này với giá hời. Kể từ đầu năm nay thì các công ty bị ràng buộc về mặt pháp lý phải bán tài sản của mình với mức giảm 50% này. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói với New York Times rằng những người ra đi đang mất đi vị trí của mình và tất nhiên thì tài sản của họ đang được mua với giá chiết khấu cao và được các công ty của Nga tiếp quản. Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA cho biết là lượng tiêu thụ than ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển vẫn ở mức cao và nhu cầu than toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay trước khi giảm vào thời điểm cuối năm 2026. Báo cáo mới nhất của EIA cho thấy là hoạt động tiêu thụ than ở các nước phát triển như Mỹ và EU đã giảm đáng kể trong vài năm gần đây. Nhưng ước tính tổng lượng tiêu thụ than toàn cầu sẽ tăng 1,4% trong năm 2023, lên khoảng 8,54 tỷ tấn do nhu cầu sử dụng điện chạy bằng than đá ngày càng tăng tại các quốc gia đang phát triển. Mặc dù vậy thì IEA cũng hé lộ nguồn năng lượng tái tạo toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng, khi năng lượng mặt trời và năng lượng gió nhiều hơn thì nhu cầu về than sẽ giảm bắt đầu từ năm sau và dần ổn định vào cuối năm 2026. Thế giới đang bước gần tới những ngày cuối cùng của năm 2023, một năm đầy khó khăn với những thách thức kinh tế đã làm suy giảm thương mại trên toàn thế giới. Trong khi đó thì triển vọng trước mắt cũng còn rất nhiều bất bệnh. Trong báo cáo cập nhật thương mại toàn cầu tháng 12 năm 2023, Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển dự báo thương mại năm nay sẽ đạt khoảng 30,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, giảm gần 2 nghìn tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Sự sụt giảm này một phần là do hoạt động xuất khẩu của một số nền kinh tế trưởng lại do nhu cầu toàn cầu suy yếu. Theo cơ quan này, thương mại toàn cầu đã trải qua sự suy giảm trong suốt năm 2023, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nhu cầu giảm ở các quốc gia phát triển, tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế Đông Á và giá hàng hóa giảm trong khoảng một năm trở lại đây chúng ta đã thấy sự quay trở lại với dịch vụ mọi người đi ra ngoài nhiều hơn họ đi du lịch nhiều hơn điều đó có nghĩa là cầu hàng hóa ít hơn và cầu dịch vụ nhiều hơn điều đó cũng góp phần làm cho thương mại tăng trưởng chậm hơn Báo cáo cũng chỉ ra một số yếu tố có liên quan nhất định ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu như chênh lệch đáng kể về triển vọng kinh tế năm 2024 giữa các quốc gia và khu vực, lãi suất duy trì ở mức cao ở một số nền kinh tế, cản trở hoạt động kinh tế, xung đột và căng thẳng địa chính trị dai dẳng có thể làm tăng thêm sự bất ổn cho thị trường hàng hóa và việc sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại đã tăng lên vào năm 2023. Và để thích ứng với tình hình này, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh tái định hình chuỗi cung ứng, đa dạng hóa nhà cung cấp và phát triển bền vững. Nắm bắt được những dịch chuyển của dòng sản xuất toàn cầu, Singapore đang hợp tác với Malaysia và Indonesia để xây dựng chuỗi cung ứng khu vực mạnh mẽ. Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực trong chuỗi cung ứng khu vực và hợp tác với Malaysia và Indonesia để nâng cao khả năng đầu tư, vốn đầu tư vào các vùng lãnh thổ này để khu vực Đông Nam Á chúng ta sẽ có thể trở thành một cơ sở sản xuất mạnh mẽ hơn nhiều. Khu vực hóa, tức là sản xuất gần nơi tiêu thụ hơn là một trong những thay đổi đang định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc đa dạng hóa đối tác kinh tế, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp khắp thế giới để phân tán rủi ro cũng là xu thế chung hiện nay. Rõ ràng nhiều quốc gia đã phải đối mặt với tình trạng gián đoạn do Covid-19. Điều này đã khiến tất cả các quốc gia hiểu ra rằng họ phải gắn kết với nhau, phải chung sống cùng nhau, rằng nếu không có sự hợp tác chặt chẽ thì trong chuỗi cung ứng, tất cả các nước sẽ gặp khó khăn. Để duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng và nền công nghiệp toàn cầu, thì cần phải tăng cường hoạt động kinh tế và thương mại quốc tế. Việc mở rộng hợp tác trong đổi mới công nghệ sẽ mang lại sự hỗ trợ vững chắc, tăng cường quản trị kinh tế toàn cầu, sẽ là sự đảm bảo mạnh mẽ cho việc duy trì ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, việc định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là phải làm sao để có thể đảm bảo tính bền vững, duy trì hợp tác, thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa. Thời gian tới, cạnh tranh tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ diễn ra quyết liệt hơn, nhất là giữa các nước đang phát triển có sự tương đồng về thị trường, trình độ phát triển, công nghệ và lao động, như các nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico. Và để đón nhận sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, các quốc gia cần chuẩn bị cơ sở hạ tầng, đội ngũ lao động có trình độ kỹ năng dễ đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty đa quốc gia khi dịch chuyển cơ sở sản xuất